Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review một bộ đồ chơi là máy bay điều khiển từ xa. Đây các bạn, máy bay này là máy bay loại cỡ thường thôi. Ok, đây đây chính là cái bộ điều khiển của nó nè. Mình mua bộ đồ chơi này với giá là 400 má. Cơ đây, đây là cái bộ điều khiển của nó. Đây là nút lên xuống nha bạn. Đây mình có thể điều chỉnh cho máy bay quay và đi lên. Đây là chỉ hướng dần luôn. Đây ở phần sau là phía lắp bên nha, mình đang cái hóc rồi. Đây ở đây có ba nút là A, B, C. Nút C phải chỉ về nút C để sạc bên trong đây. Còn B là B với E là chuyển đổi kênh. Để nếu có hai máy bay thì mình sẽ nếu cùng tần số thì nó sẽ điều khiển về một cái remote sẽ bay lộn xộn. Còn nếu mà kênh E kênh B thì nó sẽ dễ dàng hơn, sẽ chơi được. Đây. Đây là off và on, đây là nút mở và tắt nha bạn. Rồi đây là nút mở đèn, như đây là nút tăng tốc độ nè. Đây còn phía bên đây, phía bên đây thì có nút LVR, là có nghĩa là mình sẽ tăng cái độ chỉnh quay của nó, nó chỉnh về hướng bình thường nha bạn. Ok, nó thấy nó quay nè. Nút turbo này mình cũng chưa biết nữa. Okay. Tiếp theo là cái phần này. Đây. Đó, đây là phần dây sạc trong đây. Đây có phần dây sạc khi mà có đi đâu mà không có cục sạc đồ á. Chúng ta ghim về cái máy bay này, sạc từ remote qua máy bay. Mà mình không sạc mình cách nó sẽ khó, nó sẽ mất pin của cái này. Ok. Mình sẽ gắn bạn. Ok, xong rồi nhé bạn. Này, ok, giờ mình sẽ xong rồi luôn. Đây, à, cục này là cục lấy năng để truyền lên nè cho máy bay. Ok, giờ mình sẽ review máy bay luôn. Đây, máy bay này nó có màu xanh và cái chân nó hơi bị lỏng cho nên mình đã độ một cái bằng chân mình nhôm, bằng rin nhôm rồi. Đây, cho nó cứng hơn. Đây, các bạn nhìn xem. Ở đây đây là có nút nguồn. Đây. Có nút nguồn, đây đây. Cái nút màu vàng á các bạn thấy không? Cái nút màu vàng là nút để bật tắt, còn cái lỗ mà có cái cây trên đây nè. Giờ mình chỉ nha. Cây đây nè. Là để ghim sạc nha các bạn. Ok, rồi đây là những cái cánh quay, ngoài ra nó còn tặng cho mình thêm một cái mấy cái cánh nữa để dự phòng nhé, có khi bị gãy hay hư đó. Đây, đây là cánh để điều chỉnh lên xuống nè bạn. Ồ lộn, tiến lên, lên lùi nè. Đó, nó khi lên chạy tới thì nó sẽ quay nhé, còn nếu không chạy tới đứng thì nó không quay. Ok, chỉ có cánh quạt quay. Đây, đây là cây thăng bằng nữa. Cái thăng bằng đó bạn, cái thăng bằng cho cánh. Rồi ok, ok tạm biệt các bạn. Nếu video này các bạn thích thì hãy comment, lần sau mình sẽ review máy bay bay thử luôn nha bạn. Ok, nhớ bấm like và subscribe cho mình nha. Tạm biệt các bạn.